Đây, hướng dẫn sử dụng nồi này, nồi Tiger này. Nồi Tiger thì đây nút chỉnh giờ, chỉnh phút này. Còn đây là nút ủ ấm này. Đây nút tắt, đây nút bật. Đây nút hẹn giờ. Ấn nút hẹn giờ này. À, tắt đi đã. Ấn nút hẹn giờ này. Xong bấm nút này. Đấy, như này đang hẹn giờ. Còn đây là nút chế độ ủ ấm. Có hai chế độ ủ ấm sâu và ủ ấm thường. Đây chế độ chọn chế độ nấu. Còn đây là chọn ở cái gạo trắng này, gạo thường á, thì nó có chọn chế độ cháy này, mức độ cháy, cái mức cháy cái này nó hơi mờ đấy, thế chọn là trên này nó có mức các mức cháy đấy. Nấu rồi.